Và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel mình là Ni nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thử vận may nha các bạn. Mình sẽ tìm giác quỷ ha. Mình sẽ tìm ra trái nào rồi mình ăn trái đó luôn. Để coi ra trái hơn nè. Mình để mình quảng cáo xíu ha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và share và nhớ subscribe nha. Nút subscribe. Và nhớ nhấn thêm cái chuông kế bên nha, để lúc mình ra clip á thì các bạn có thể vào xem nè. Đây, giờ đi tìm giác quỷ thôi. Ủa gì đây? Đi cái trái gì đây nè? Mới vô tìm rồi, ngon thế. Ngon ngon. Mình sẽ tìm ba trái nha bạn. Một trái này, một trái của nhà máy, lại Ui! Hay! Mochi! Trời! Cái gì vậy? Hơi game gì vậy? Game lỗi vậy? Lần được Mochi bạn ơi. What the hell? Ôi ơi. Ôi ơi. What the hell? Cái gì vậy? Mới lượm trái đầu tiên mà. Thụ mình nói ăn lượm trái nào ăn trái đó ra thiệt luôn kìa. Gì á? Ơi. Ơi. Ơi không tin vào mắt mình luôn á. Ăn liền luôn. Trời. Mồi gì nữa chứ? Vãi thiệt chứ. Không thể tin được sao mà hên dữ vậy. Ơi. What the hell? Mày game lỗi dữ vậy. Không tin được luôn nha các bạn. Mới lụm ngày đầu á. Ơi ơi. Ảo chưa, ảo chưa. Được là ảo diệu nè, đấm nè. Đó. Chết đâu, không chết kìa. Ý. Hên ăn rồi. Ôi, what the hell, lụm ra mochi nữa chứ. Game lỗi vãi. Ơi, lần đầu tiên mình lụm được trái mắc nhất từ trước tới giờ của mình luôn các bạn. Ôi ơi. OB là mấy anh là hồi trước là mấy ảnh lụm xong ảnh cho mình là khác nha các bạn, còn mình tự lụm á là cái trái mochi là cái trái ngon nhất mình từng lụm luôn á. Ôi ơi. Vãi thiệt chứ. Không tin được lượm được mochi nữa chứ. Không thể tin được vào mắt mình. Trời ơi. Sao mà đầu mà hên dữ vậy. What the hell thiệt chứ. Hên kinh dị luôn á. Ai da. Luyện thử 600 mastery của mochi không biết đấm sao hả các bạn. Trời ơi. Đấm VM đó bây giờ là giờ là hết di chuyển rồi nè. Đó. Cầm quăng gì thôi không di chuyển được, khó quá bạn, nên giờ mochi đó xong mấy giây sau mochi nó mới hiện lên nè, thấy không? Nhưng không sao, nó vẫn mạnh là được. Vẫn ngon hơn UB. UB mình thấy khó combo lắm đó. Đó, giờ mình bị mình xài chiêu đó xong mình xuống sẽ bị đứng lại luôn, nên không có xài combo được nha. Đó, giờ chỉ còn mochi và không có combo được bạn ơi. Chỉ có cấu rỉa thôi á đó. Đó solo chỉ đứng quăng quăng rỉa rỉa thôi á đó. Đó xong vậy em chơi nè, bắt cái này đó chứ vậy thôi chứ cái chiêu V thấy không, chiêu V là mấy giây sau nó mới hiện ra cái tay chứ bình thường hồi xưa là mình đấm phát là ra liền luôn, giữ V cái là bấm cái gì ăn hèn qua vậy đó. Ây đó, hồi xưa là mình chỉ cần bấm V cái là đấm ra liền đúng không các bạn, bây giờ chết bây giờ đó, bây giờ là mấy giây sau nó mới hiện lên rồi chết đi. Ngon dữ vậy ta. Ôi. What the hell, trái đầu tiên mình lụm. Vãi vậy. Không thể tin được. Ôi ơi là trời. Không thể tin vào mắt mình, để coi mình vô mình coi bán trái gì nha. Ôi ơi. Vãi thiệt luôn á. Phượng hoàng nè. Bán có trái phượng hoàng nè. Ôi. Giải thiệt, vãi thiệt chứ, không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra trong cái server này vậy? Ôi, server anh Tài hơn dữ ta. Không lẽ giờ múc mình che mình phải qua server anh Tài quá, anh Tài hơn quá. Server anh Tài hơn quá. Ý. Ôi, server anh Tài hơn thiệt. 92 hồi đó anh nhìn đắm bảy mấy không ta? Không nhớ nữa. Để mình thử khi
mình sẽ thử khi Mochi còn ít máu thì còn thiếu máu bật V3 lên đóng V chết không nha các bạn. Đó, mình sẽ thử cái đó sau. Rồi. Ôi ôi. Kinh khủng thiệt. Không tin vào mắt mình được. Chuyện gì đang xảy ra thế này luôn mấy bạn. Không biết đam Mochi có giảm không, thấy thấy đam nó yếu yếu sao ta. Hồi xưa đấm là đam một đống luôn á, đam mà nó đếm đếm không không kịp á, bây giờ đam nó nhảy từ từ không các bạn, các bạn thấy không? Cái đam nó nhảy từ từ á nên dễ đếm hơn hay sao á. Mình cảm giác là vậy nha, chứ mình không có rành lắm. Mình cảm giác là vậy á. Nè đâu mình đấm thử rồi. Về. Còn cái đam gì mà nhảy tùm lum tà la hết vậy? Đam nhảy tùm lum luôn. Rồi giờ mình sẽ treo nhà máy nha bạn. Mình sẽ treo tiếp tục nhà máy xong rồi lượm trái nữa là đủ 3 trái nha bạn. Ôi trái đầu tiên hên quá đi. Đang mình đang ước ra rumble thôi để mình thích rumble các bạn đó, mình ước rumble thôi, ai ngờ ra Mochi luôn chứ không thể tin được. Rồi. Thì hẹn các bạn một vài phút sau ha. Rồi và đây đây là nhà máy nha bạn. Ôi ơi, không tin được là mình lụm đã được chém một cây luôn các bạn. Ơi, game lỗi vãi. Ôi ơi, phê thiệt chứ. Rồi. Bây giờ mong là nó ra trái xịn xịn nha các bạn. Còn này nhân phẩm mình thấy trái đầu là thấy hơn là mấy trái sau bắt đầu xui xui lắm rồi đó. Rồi đóng lòng không thể tin được. Rồi còn mong ra trái tạm tạm thôi cũng được. Để coi, mình nói rồi số mình hên lắm làm sao mà xui được không. Đi theo tem mà nếu mà lượm cái cua đâu phải do mình đâu, mình lượm toàn cái ngon không nha. Rồi vô. Ok. Ra Cucu thì tạm là chắc cũng phải từ trái Phoenix trở lên thôi là được ha. Ôi ơi, cái trái lần đầu tiên mình lụm trong đời. Ơi 2,8 triệu Melly. Giờ chỉ có OB là mình chưa bao giờ lụm được thôi nha các bạn. Còn giờ trái mắc nhất hiện tại mình đang lụm là Mochi rồi nha các bạn. Ôi ơi. Thật là sung sướng. Phê lòi. Ok. Go. Ôi, còn mong là trái mắc mắc chứ coi. Mắc mắc xíu ai. OB cũng được. OB cũng được thôi. OB lúc lúc đầu mình lụm ra cái trái xịn, bây giờ nghi lắm các bạn ơi. Nghi ra mấy trái hẻo lắm. Trái đừng nói trái chớp, trái bơm nữa thôi chứ. Trái dâu, trái thơm nữa mệt lắm. Không. Giờ mình thấy các bạn toàn xài OB không à. Giờ Mochi không có bán đâu nên ít ai xài Mochi rồi. Mình sẽ đem Mochi trở lại. Trong BK mới được. Rồi. Gì đây? Thế mình nói mà. Ôi gì ơi. Ơi chán kìa. Mình nói mà cái trái đầu nó ra hơn là thấy mấy trái sao hẻo hẻo rồi. Bộ tứ nữa chứ. À khua đứng hình mất 5 giây rồi. Ơi nó xoắn kìa. Ơi chán thiệt. Đúng là trái lượm nó ngon đánh nhà máy các bạn ơi. Rồi. Giờ mình sẽ đợi tiếp tục đợi trái quỷ ra nha các bạn. Rồi. Búng tay thôi. Rồi và đây là trái cuối cùng nha các bạn. Mình sẽ đi tìm trái trái quỷ cuối cùng nha các bạn. Còn mong là ra trái ngon ngon xíu ha. Chứ trái đầu tiên thấy là thấy nản rồi đó. Lộn nhầm. Cái trái đánh nhà máy là thấy nản rồi đó. Lộn trái Mochi mà chơi nản là chết chết không được không được không được. Rồi. Là trái tầm trung xíu coi. Tự nhiên cho trái ngon đã rồi lát hồi ra mấy trái bắp cua mía là sao.
Thế nào? Rồi. Ủa. Đừng nói ra chỗ đó nữa nha. Mình nghĩ hết chỗ đó rồi đó. Để lúc nãy ra rồi. Giờ không phải chỗ này. Không có nè. Sẽ đi qua bên này ha. Còn mong. Cháy ngon xíu coi. Thử test vận may. Cứ tích cực quay tay vận may sẽ đến nha bạn. Cứ về nhà lấy tay muốn múa đi. Quay, lát hồi vận may sẽ tới với các bạn. Ai ui đi cái ai 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 đi cái trái mochi này chừng nào tới trời, mấy cái đảo này xa nhau nữa chứ. Ui ấy chết, mình quên tìm ở chỗ kia rồi, chỗ kế bên cà phê nữa quên. Nhưng còn mong đừng ra đó ha, ra đâu đâu bên này tìm chỗ nhanh chứ. Đâu rồi, không có đây luôn rồi, nghi nghi lắm nha. Rồi bên này không có, nó chỉ nằm bên hai bên thôi bạn, bên này hoặc là bên này nè, ở trái quỷ á, zombie nó chỉ nằm hai bên đó rồi, ở đây nè đó. Như các bạn muốn chắc á, thì cứ tìm xung quanh luôn, cứ tìm vòng vòng đó, cứ tìm hết chỗ này đi. Nó không biết, nó không biết nó có rơi ở đây không ha, tại mình chưa giờ thấy nó lụm ở đây đó. Mình chỉ lụm hai cây hai bên thôi nè, cây bên này nè với cây bên góc bên kia đó. Rồi không có luôn. Ui giờ nó mọc ở đâu vậy? À, không có game pass nên đi tìm hơi khổ hả bạn, nhưng mà tìm khổ vậy nó mới vui á, chứ có game pass nó chỉ không có vui lắm. Biết đường tìm liền rồi. Bây giờ mình đi tìm mấy kịch tính nè. Rumble đi, mình thích chế Rumble nhất luôn các bạn. Nó không, mặc dù nó không có mạnh lắm nhưng mà tại vì chiêu nó đã, các bạn chiêu nào nó cũng kiểu sấm sét rầm 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 rầm, xài cái là trời trời gặp đất lở đã. Đây con đảo tuyết này cũng lượm được vài lần đảo mới nè, vài lần là lượm bên kia nữa bạn, bên này nè với lại bên con ma ở đây đó, mình lượm được tới hai chỗ đó. Còn mấy chỗ này không, chưa thấy bao giờ. Mình tìm bên này nữa ra. Không có luôn. Để bên này giác quỷ nó không có nọc dưới cây các bạn, nó nọc giữa đây luôn à. Giữa lòng đất này luôn nè, hôm bữa mình lượm đã lăn giữa lòng đất luôn. Ở giữa hai cây này luôn nè, nằm ở giữa luôn. Vãi thiệt. Ủa bên này có cây nữa hả? Kinh lắm, giác quỷ mọc đây đỉnh lắm. Ở đây không có luôn các bạn ơi. Với lại cái game này tìm giác quỷ là dễ lắm rồi các bạn, dễ thực sự luôn á, chứ mình chơi mấy game zombie khác trời tìm giác quỷ không giờ ra. Cái Awakening nè, cái nhất là cái hai cái game gì đó, game gì chắc cũng long gì đó, ui tìm không bao giờ ra luôn á, khó kinh khủng như cực hình nha. Rồi đây không có luôn các bạn ơi, y xa thế, tìm ở đâu thì ra lẹ đi, ngồi đi tìm lâu thế, tìm cực khổ rồi, mệt mỏi rồi. Go 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 go, giờ ít ít người chơi mochi quá, đúng là mochi nó bị nép lại các bạn, nó bị nép yếu lại á, kiểu yếu lại không phải là không, mình không phải nói đam yếu nha, yếu là có nhiều nhiều thứ yếu chứ không phải là do đam đâu, đam là vẫn vậy nhưng mà yếu là do nè siêu kiểu ít nè, liệu không di chuyển, không gì vừa di chuyển vừa ném như hồi xưa nữa, thấy không, thấy một cái lỗ rồi đó, đứng im chỗ là một phát là người ta quýnh mình liền đó, là lỗ một cái là thấy bị nép yếu rồi, thấy không. Cái hai là lúc mà quê mình đấm á, hồi xưa bạn các bạn giữ phát lại ra đấm liền luôn, còn bây giờ là mấy một hai giây sau á, nó mới hiện cái bàn tay đã đấm nữa, thì đối phương có thể dịch chuyển chạy kịp đó. Vừa thấy cái người mình cúi xuống là đối phương có thể dịch chuyển chạy kịp luôn, còn nếu mà đối phương hết 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 cái hết cái solo á thì còn may ra đấm trúng thì các bạn có thể combo được. Với lại giờ Super của mình cũng sửa rồi, đấm xong nó văng ra mà combo gì không biết nữa. Bởi vậy admin làm vậy là chết rồi, đừng nói mình là mình test cái nào admin sửa là cái đó yếu đi rồi hay xong rồi đó, nghỉ game á thì, chứ mình thấy cái cây súng của mình là thấy
nguy cơ cao lắm á. Hôm bữa mình mới đi bị mất ma phải không? Rồi chuẩn bị mất ma nè. Rồi đây em có bạn ơi, mình nghi u shop quá à, tại mấy chỗ đó hay ra ấy mày, với rau đen nè. Còn cái đạo tuyến này tìm cực lắm, cái đạo tuyến này nè nhiều cây mà tìm không ra, vậy nó mới khổ chứ. Trái gì ngon mà sao lụm đâu ra ở đâu không vậy? Từ mấy giờ rồi? 11:35. Hờ mình coi phim chó 1:35 là hai từ rồi, nãy là 11:22 ra 20 phút là tới tới 42 mới hết nè. Chưa 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 chưa, đang coi phim cuốn con mà. Đang coi phim cuốn con mình phải vô quay nè, khổ chưa. Rồi trái gì ngon ngon coi. Ui không có luôn á đó, cái đạo tuyến này kìm cực lắm. Rồi không có đây luôn, không có đây luôn, không có luôn. Ơi ơi rau đen hoặc là Usopp rồi chắc luôn, chỉ có hai đạo đó thôi bạn ơi, hoặc là chỗ kế bên cà phê hồi nãy mình nói á, chưa có tìm á đó, có khi là vậy. Tại mấy cái chỗ đó dễ ra, cái đạo tuyết này khó ra lắm nè, lâu lâu nó mới ra một lần. Ui tìm khổ quá mà không có cho trái nha. Đây mình tìm chưa chạy, hồi lăn lên từ từ đi, lăn xéo lên nè, đỉnh chưa. Rồi không có luôn các bạn ơi, thì mình sẽ về tìm ở chỗ cà phê nữa ha. Đây không có nè, đây bên này, ở trên này có không? Không có luôn, hồi vậy không có nha bạn. Rồi reset thôi, giờ chỗ cà phê kế bên này nè, đây bên này nè có không? Ý kẹt mà không có luôn các bạn ơi, đừng nói núp trong này nha. Rồi không có thiệt, chỗ bên này với cái chỗ gốc cây đây nè, rồi gốc cây đây nữa bạn, không có nữa là chỉ có u shop với rau đen thôi là xong, xong ba trái. Vậy là được một trái ngon, cực ngon luôn, phải gọi cực phẩm luôn các bạn. Một trái cực phẩm với một trái Sida bộ tứ. Vậy là một một vậy là số mình cũng 50-50 nha các bạn. Một trái cùi và một trái xịn và một trái cùi. Còn trái thứ ba là quyết định nè. Trái này mà cùi là cái số cái là độ hơn mình 25%, độ nhỏ mình 75%. Đúng rồi. Để coi nha, nếu mà ra trái trung bình á, thì mình độ hơn của mình cũng 60-70-70-70 á, độ nhỏ ít ít lại. Còn nếu mà ra trái ngon á, thì độ hơn mình 75%, độ nhỏ 75, hợp lý chưa? Nói cái gì vậy trời. Rồi chạy nè, có cái cây nè, bạn thấy cây bên này không? Đó, nó hay nằm dưới cây này thôi nè, dưới cây bên này nè, nằm dưới nè. Còn hai cây này mình không thấy, còn nếu không có nữa thì sẽ qua rau đen, qua dâu đen gì đây, ai đây, qua dâu đen hả? Thấy không, mình nói chắc chắn thôi mấy bạn, thấy đúng không? Ui ui nó đúng không, thấy không, chỉ nằm dưới gốc cây này. Để coi trái gì đây. Ôi thấy phát sáng nha, một trắng nha, một trắng phát sáng nha. Rồi núp núp đây đi, để mình đi qua đây còn coi. Rồi. Ui, trái gì đây? Trái gì đây? Cái trái gì đây? Ui. Quá ke. Nói chưa, mình nói rồi mà. Số mình bao hơn luôn, vậy là đánh ba trái là hai trái lụm nè. Hai trái lụm là trên 1.000.000 rồi, thấy không? Một trái nhà máy là cùi thôi, thấy không? Cái đỉnh chưa, mình nói rồi mà, nó gọi là đỉnh cao rồi, cho cá ăn chứ giờ ăn làm gì thì ăn mua chi mà. Đó tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời, ngon. Rồi vậy là
Vậy là tổng kết là được 3 trái đúng không? Một trái là cực ngon là đầu tiên mochi đó, trái thứ hai là nhà máy đánh ra được trái bộ tứ của bắp. Thiệt hình như số mình không đánh nhà máy được các bạn, mình lụm không à, đó giờ hình như mình cũng lụm không á, lụm trái ngon chứ nhà máy không có ngon lắm á thiệt đó. Số mình là chỉ có lụm thôi các bạn, đánh nhà máy cùi quá cùi thiệt luôn. Rồi thì thôi tới clip đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nè. À. Cái gì, ủa sao bị vậy, ôi sao mình lăn lên lăn xuống mà không không zoom gần lại được, lỗi game rồi nè, mình lăn chuột nè, nhưng phải zoom gần lại cho người ta chứ. Ủa bị gì hả, rồi sao zoom gần lại, ui vãi thiệt lắc ôi. Rồi thôi tạm biệt các bạn nhé, bye bye.